điện thoại của bố không đọc báo được. Con về mở mạng cho bố nhá. Bố đợi con, tối con về con xem, bây giờ con phải họp rồi, thế nhá. Con đã bảo là không cần mang qua rồi mà. Đang dịch, con phải ăn uống cho đủ chất, mà nhớ uống nước cam vào để tăng sức đề kháng nghe chưa. Ui giời ơi, thôi được rồi, bố đau lưng thì bố cứ ở nhà đi, con tự biết lo. Thôi bố đi về đi, con còn lên làm nhá. Về đến nhà thì gọi cho con đấy. Ừ. Giời ơi. Ừ, như thế là được đấy, đúng rồi. Ơ, à, bố, sao bố đây không gọi con? Bố thấy cũng buồn lắm rồi, mà con vẫn chưa về, bố lo nên... Ôi giời, con đã bảo bố rồi, hôm nay con làm xong con phải họp. Thôi đi, để con gọi taxi cho bố về. Chào chào bác ạ. Bác là bố chị Ly phải không ạ? Bác ngồi đây đợi chị đấy ạ. Ừ đúng rồi. Thế Ly vẫn chưa về cháu? Chị ấy là sếp bận lắm bác ạ. Muộn rồi nhưng mà vẫn còn phải duyệt báo cáo cho nhân viên nữa. Bác đã gọi cho chị ấy chưa ạ? Bác chưa. Bác sợ em nó bận nên bác không dám gọi. Mà sáng nó đi mà kéo mỏng tang, trời lạnh thế này, bác mang cho em được cái áo với cả sữa cho uống cho nó ấm. Bác không cần phải lo đâu ạ. Chị cũng biết tự chăm sóc bản thân mà. Trời lạnh như này bác qua đây làm gì cho nó cực ra. Bác có tuổi rồi, đi thì nó bận việc quá, chả thấy tìm hiểu ai cả. Nhớ có một ngày nào đấy bác không còn trên đời này nữa, ai sẽ lo cho em những điều nhỏ nhặt như thế này nữa. Bố, con xin lỗi bố ạ. Đi, hai bố con mình cùng về nhà.